Đời thì dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông. Nhẹ thời nổi, nặng thời chìm, quy luật nó như vậy. Khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc nhằn. Giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền, đẹp thì tạo lắm lụy phiền cho thân. Thế gian thì trọng sắc quý tiền, người tu quý những thiện hiền trong tâm. Khác nhau một cái nhìn thôi, đời hư hay thật tâm mình sáng suốt. Chỉ là trong một tầm tay, người say hạnh phúc mà người rơi an bình. Chỉ là khác một cái nhìn, người vui an lạc mà người chìm khổ đau. Vỗ tay. Biết là cuộc mộng phù du, biết là nhân quả không hề tha ai, biết là pháp vốn không hai, biết là duyên nghiệp không sai đường về, biết là chấp ngã sinh mê, mà sao cứ mãi một bề hơn thua. Vỗ tay. Hôm nay quý vị chỉ vỗ tay thôi. Thơ đạo thì lai lát. Quý vị thấy có cái không gian thời gian nào mà nghe pháp nó tuyệt vời như chùa Phước Điền không? Không, thấy chưa? Chúng tôi đi giảng nhiều nơi rồi đó. Chúng tôi thấy cái nơi này là một trong những cái nơi xuất sắc và được cắt clip đăng lên TikTok nhiều nhất nghe quý vị. Chùa Phước Điền của chúng ta trong những cái trang mạng xã hội hiện nay rất là hot, đó là mạng TikTok. Và chùa chúng ta được lên trang mạng TikTok nhiều nhất. Vì sao? Vì thầy trụ trì đây có cái tâm muốn sướng minh Phật Pháp lên, muốn quần triền Phật Pháp. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng thì ngày càng thấy đạo tràng chúng ta ngồi chật cứng cả cái giảng đường này. Chúng tôi còn muốn hơn nữa là sau này mới ngồi ngoài sân luôn mới được. Các khóa tu khác mà để ghế ngồi ngoài sân luôn đó, nhất là sân bên phải, hiện giờ nó mát mẻ quá. Ngồi ngoài đây mà nghe Pháp nữa đúng là không gian mở luôn đó. Rất là đẹp. Như vậy là phải buông đành, buông cho đành nha. Buông không đành là không được, buông mà còn gượng gượng là không đúng. Buông vậy là dạng là cái dạng buông mà không bỏ đó, biết không? Buông mà còn tiếc á. Mấy người mà nhắm mắt ra đi mà còn tiếc, quý vị mắt nó không nhắm được. Nghe nó chết mà nó chưa có mãn nguyện đó. Còn nhiều việc mà chưa có mãn nguyện lắm á là bắt đầu mở mắt trong cháo hoài. Lại có người vuốt xuống mới chịu nhắm mắt. Thờ, tới lúc đó mà còn không chịu buông nữa. Con người mình tham dữ lắm, đến khi chết rồi vẫn còn tham. Cái tham này tham gì, phải không? Tham sống á. Cho nên người con Phật chúng ta là không phải sợ chết. Người sợ chết ta chẳng kinh. Người ham cười nói ta dình lặng thinh. Người tài sản ta tâm linh. Người mang khổ lị ta rinh đạo màu. Vỗ tay. Cái người mà ham tài sản là khổ đó. Còn mình thì mình rinh cái tinh hoa của đạo màu, bình tâm an lạc. Như vậy thì phải buông cho đành, phải nghĩ cho thông. Muốn nghĩ thông là nghĩ sao cho thông nè quý vị. Phải học Phật thì nó nghĩ nó mới thông. Không học Phật thì sao mà nghĩ thông được. Nghĩ ở bên ngoài theo cái đời nó không có thông, nó kẹt dữ lắm. Chỉ có học Phật thì nghĩ nó mới thông. Bây giờ có câu ta nói không học Phật thì không hết ngu mà. Không chịu tu thì không hết khổ. Mà muốn nghĩ thông nhìn thấu thì phải hết ngu chứ. Nghĩ cái dạng mà ngu ngu theo đời là sao mà thông được. Nghĩ theo cái chiều hướng của đời thì không bao giờ thông được. Thấy nó thông nhưng mà nó kẹt đó. Giống như mình đi, nghĩ theo đời là đi tìm cái có mà cuối cùng không có cái gì. Còn nghĩ theo đời là nghĩ đi tìm cái không là thành có cái có. Cái có đây là cái tinh hoa đó. Thì nghĩ theo Phật là nghĩ sao nè? Trước tiên là nghĩ theo nhân. Nhân quả hay quá. Vỗ tay chúc mừng mình. Nghĩ như vậy thông dữ lắm. Ta sanh ra đời là để trải nghiệp đúng không? Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy,
Hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận, vì nghiệp ta phải trả. Khi mà cái nghiệp nó đến á, mà mình vui vẻ mình nhận là cái người đó là nghĩ thông nha. Còn cái người mà nghiệp đến mà buồn rầu mà nhận đó là cái người đó không thông. Mà cũng phải trả, sao tránh khỏi? Không tránh khỏi. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con hay vợ con dẫu có chí tình cũng đành bất lực làm thinh đứng nhìn. Mỗi ngày đêm trôi qua, chúng ta lại thêm già và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, mà quyền lực cũng buông thôi. Bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi, chỉ có đành bỏ lại ra đi, chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Như vậy thì muốn nghĩ thông là phải nghĩ qua lăng kính nhân quả nghiệp. Nghiệp nó đến rồi trốn không được, cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Cái nghiệp mà nó đến thời kỳ trổ quả rồi đó nghe, gọi là quả dị thục. Quý vị có trốn lên trời, có lặn xuống biển, có nấp vào hang núi, nghiệp nó cũng đến. Cái nơi chết của mình nó đâu phải là vô định mà. Có thể là ở nông thôn, cũng có thể ở thành thị, cũng có thể ở trong nhà và cũng có thể ở ngoài đường, và cũng có thể trẻ và cũng có thể già. Bất cứ lúc nào hãy nghiệp đến thì phải ra đi, không cưỡng lại được. Có nhiều người nói thôi bây giờ già rồi mình chạy Đà Lạt, mình sống cho nó khỏe, sức khỏe để mình lâu chết. Cũng chết, Đà Lạt chết còn nhiều nữa, lạnh quá chết. Già ví dụ như tôi, ví dụ tức là cái nghiệp mình đến rồi thì ở bất cứ nơi nào, cái nơi mà được xem như là khí hậu tốt nhất, vân vân và vân vân, mình nhưng mà rồi cũng phải chết. Nhớ gì chúng tôi, cho nên nghĩ như vậy thì có buồn không? Phước ai nấy hưởng nè, nghiệp ai nấy mang nè, đi giữa nhân gian không phiền không lụy. Đó tức là sao? Tức là khi nghiệp đến thì mình biết đó là nghiệp của mình, thì mình cứ vui vẻ mình nhận, không có than, không có giảng. Mà không than không giảng là đồng nghĩa với không khổ. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Mình hưởng là hưởng phước của mình, nhưng mình trả là trả nghiệp của ai? Của ai? Của mình luôn. Mình đâu có trả giùm cho cái nghiệp bà cái bên đâu mà mình sợ. Nghiệp của bà cái bên bà trả, nghiệp của mình trả. Đâu có dụ như trả nợ giùm đâu. Nghiệp ai nấy trả, phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Cho nên mình có những cái mình nói chẳng hạn như là phước thì cứ hưởng, nghiệp thì cứ trả, đạo thì cứ tùng, an nhiên tự tại, không có lo nghĩ gì hết. Cái chuyện của mình là đạo mình lo mình tu, chứ tối ngày mà lo phập phòng sợ nghiệp đến là nó có đến không? Đến luôn. Nhưng mà con người mình nó lại khổ cái là gì biết không? Cái tâm mình nó không phải chấp nhận như vậy. Cái tâm mình nó còn người, còn ta, còn so, còn sánh. Con cầu nói vui, cái cô có nói thư sư, con không buồn vì cái số con khổ, vì con biết đó cũng là nghiệp của con rồi. Nhưng con buồn vì sao? Vì cái bà nhà cái bên bà giàu, bà xuống. Phải vì cái bà cái bên bà cũng nghèo, bà khổ như con luôn đi cho nó khỏe. Mình không chịu, mình có cái sự soi sánh. Con không buồn vì con xấu, nhưng con buồn vì cái bà bạn con, bà đẹp quá, thấy tủi thần. Như vậy thì mình chưa có hiểu được nhân. Bà giàu bà đẹp là phước của có bà, phước bà là bà hưởng. Còn nghiệp mình thì phải sao? Phải trả. Nghiệp thì cứ trả,
phước thì cứ hưởng, đúng không? Việc thì cứ làm, đạo thì cứ tu. Cứ như vậy mà chúng ta đi, không có gì là phải. Như vậy thì hiểu thông ở đây là nhìn qua lăng kính nhân, nhân quả. Khi mình nhìn như vậy thì cái tâm mình sao nè? Tâm mình bình yên dữ lắm. Còn không nhìn vậy tâm mình nó buồn, buồn phiền. Chẳng mong cuộc sống giàu sang, chỉ mong cuộc sống an lành ẩm êm. Chẳng mong cuộc sống hơn ai, chỉ mong cuộc sống đêm dài an vui. Cái đêm dài mà nằm nó thở than không là đâu không được. Ở đây nó có cái bài thơ: hãy mỉm cười. Mỉm cười và tiếng khóc đều là cảm xúc trong một con người. Mà nhiều khi vui thì mình cười, buồn thì mình khóc. Nghiệp đến thì mình buồn, mà phước đến cái mình vui. Như vậy thì mình sống theo cái bản năng, không có làm chủ được tâm mình. Lạ lắm, tâm mình là của mình mà không làm chủ được. Cái hãy đi sáng bước ra mà gặp những cái gì mà nó hên may mắn phước trổ cái cười, mà nghiệp đến cái buồn, hãy khen cái vui, chê cái buồn, là mình rất bị chi phối bởi những cái yếu tố khách quan. Vì vậy người ta dạy rằng là đừng để lời nói, hành động, hoàn cảnh bên ngoài làm thay đổi cái tâm hồn của mình. Bây giờ mình bước sáng này bước ra là mình giữ cái tâm hơn là giữ cảnh. Cảnh vui, cảnh khổ thế nào đều là do nghiệp ta đang tạo thành. Cái người con Phật phải vậy đó. Gặp may thì không đắc chí lòng, gặp khổ không động nao lòng cách than. Cảnh vui, cảnh khổ thế nào đều do duy nghiệp ta đang tạo thành. Cho nên phải bình tâm an lạc thì mới được gọi là bản lãnh, chứ còn không là bản năng. Bản năng là thói quen. Khen là vui mà chê là buồn. Bây giờ khen thì cũng không vui lắm, mà chê cũng không buồn lắm, bởi vì mình hiểu rồi. Bài thơ hãy mỉm cười. Hãy mỉm cười khi ta đang sống, bởi cuộc đời không cổ vũ buồn đau. Hãy mở lòng xóa hết thương đau, điểm tô thêm vào màu vui cuộc sống. Sống trên đời khi ta hiểu lẽ sống, sẽ không buồn, không giận, với không than, lại an nhiên như gió mát mây ngàn. Tâm giải thoát không nơi nào vướng mất. Sống trên đời nếu ta không cố chấp, sẽ tự do như nắng hạ mùa hè, sẽ không lo giữ mọi thứ kè kè. Tâm ta sẽ an vui trong chánh niệm. Sống trên đời nếu ta không dính mắc, sẽ vui lòng thanh thoát sống bình an. Dẫu sâu xa hay gió hạ trăng ngàn, sống an lạc khi tâm ta giải thoát. Mặc ai tranh chấp bạc tiền, ta đây buông xả buồn phiền lo tu. Mặc ai sân giận hơn thua, ta đây an lạc vui trong pháp màu. Mặc ai tham đắm mong cầu, ta đây bình thản ngắm bầu trời xanh. Mặc ai mưu đoạt lợi danh, ta đây tỏa ngộ tâm thành, tâm thanh sáng ngời. Mặc ai chỉ trích muôn lời, ta đây tu tập không lời trách than. Cái tâm mình nó quan trọng lắm, phải bình tâm mới được. Tâm như ông chủ trong nhà vậy đó quý vị. Tâm như ông tướng chiến hòa do ông. Tâm như ông chủ vẽ hoa vậy đó. Tâm còn làm Phật làm tà do ông. Thân thì còn cách núi ngăn sông, tâm thông vũ trụ như dòng sông xanh.
thân còn lên thác xuống gành, tâm vô ngoái ngoại, mênh mông vô cùng. Thân như một đóa phù dung, sáng ra khoe sắc, chiều trong não nùng. Thân tâm một kiếp sống chung, thân về tứ đại, tâm không theo cùng. Thân tâm nó sát cánh bên nhau vậy đó. Nhưng mà thân là thân tâm một kiếp sống chung nha. Thân thì về tứ đại, nhưng mà tâm nó không theo. Cái cuộc đời này là mình phải nghĩ đến cái sự thay đổi vô thường. Thay đổi vô thường, không có gì là bền vững. Cái lòng mình nó nhẹ nhàng. Như vậy là buông phải cho đành, hiểu phải cho thông, nhìn cho thấu, nhìn thấu vấn đề. Nhìn thấu vấn đề cũng mới nhìn xuyên qua lăng kính nhân quả và tam tướng mới thấu được là bản chất cuộc đời này là vô thường, khổ vô ngã. Không có gì là ta, là của ta. Thân ta còn không có mà, thì con đâu, tài sản đâu. Phật dạy trong kinh Pháp Cú đó, con ta tài sản đây là. Người ngu nghĩ thế nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Chính thân còn không có thì con đâu tài sản đâu. Như vậy thì cái người mà hiểu thông nhìn thấu rồi thì họ không có thở than, họ không có đau khổ, thì họ sẽ được bình tâm an lạc. Mà khi họ được bình tâm an lạc thì sao? Người chung quanh của họ cũng được bình tâm an lạc. Ngày xưa chư vị Bồ Tát họ tu ở trong rừng đó, tâm của họ nó mát mẻ dữ lắm, không giận, không hờn, không sân như mình ở đây đâu. Mình ở đây sống đời sống gia đình, trời ơi nói hạnh phúc chứ trời ơi sân giận hoài. Sáng giận, rồi trưa giận, rồi chiều giận, rồi vui được chút cái hòa lại chút cái lại giận. Nó cứ như vậy. Thì cái xin lỗi quý vị, chứ là cái từ trường của mình nó phát ra là người khác thấy mình nóng giận hoài, người ta cũng dám gần. Nhưng mà chư vị Bồ Tát ngày xưa ở trong rừng, muôn thú nó lại gần. Tức là cái từ tâm, cái sự mát mẻ, cái sự an lạc đến mức độ mà không có sợ hãi, muôn thú lại gần mình. Quý vị biết tại sao mà các con thú nó dám lại gần mình không? Nó sợ mình đó. Mình vô rừng mình thấy những con vật khác nó gặp mình nó bỏ chạy là vì nó sợ mình đó. Mình mang đến cái sự sợ hãi cho nó. Giống như mình gặp con thú dữ mình cũng bỏ chạy thấy mồ, là mình sợ nó đó. Tức là nó không mang đến cho mình một cái sự bình an. Như vậy thì mình không có chia sẻ hay là bố thí cho họ cái sự vô quý. Vô quý là gì? Vô là không, quý là gì? Sợ. Đúng rồi, ai hay quá vậy? Sợ. Cái người mà họ ít sợ hãi á, họ không sợ hãi là họ có cái tâm vô quý, không sợ. Mình cũng vậy, mình cho người ta cái sự bình an, hạnh phúc, bình yên bằng cái tâm của mình thì họ gần mình không có sợ. Cái tâm mình thiện quá mà đâu ác đâu. Họ rất là bình an khi ở gần mình. Họ đi chung với mình, họ gần gũi với mình, họ thấy bình an dữ lắm. Tại vì mình cho người ta cái sự không có sợ hãi, không có sự lo là không. Cho nên hiểu thông nhìn thấu thì chúng ta sẽ bớt đau khổ rất nhiều, và chúng ta được hạnh phúc. Mà mình được hạnh phúc an lạc thì người khác cũng được hạnh phúc an lạc. Không tin chúng tôi về nhà để ý đi. Đạo Phật là đạo trí tuệ mà, quán sát nhân gian mà. Trong nhà mình mà có người hay nóng giận thấy nó mệt lắm. Ông chồng hay là ông bà người vợ, hay cha mẹ mình, hay con cái mình mà tánh nó cộc cằn, nóng giận. Mỗi lần giận lên quý vị thấy không? Giận lên là người mình mệt mà người khác họ cũng mệt đó. Rồi không khí nó nặng nề không? Nặng nề. Không có chút gì thoải mái an lạc. Trong nhà mà có người buồn, phiền, giận hờn, mệt dữ lắm. Bởi vì mình có cái gì mình cho người ta cái đó. Mình có giận hờn, có khổ đau thì mình cho người ta cái sự giận hờn khổ đau. Mình có cái an lạc hạnh phúc thì mình cho người ta cái sự an lạc hạnh phúc. Chắc tặng quý vị thêm bài hát nữa.
cho dễ thở rồi. Bài hát là lắng động tâm tư, thể loại nhạc là nhạc đời mà lời đạo. Xin mượn cái điệu nhạc đời, bài hát của nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có cái điệu là bài hát Diễm Xưa. Chúng tôi cũng biết gây hot lắm á, gọi là bu tre mà thấy cái bài Diễm Xưa nổi tiếng quá. Mình mượn cái làng điệu đó để mình đeo theo để cho mình có một chút gì đó người ta cũng biết thôi. Quý vị biết cái bài hát Diễm Xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không? Hay lắm, một trong những nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng mà hôm nay mình mượn, mình nói rằng đây là cái đề nhạc á, để không ta nói mình ăn cắp nhạc của nhạc sĩ nữa. Cái điệu nhạc đó là của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng mà cái lời thì lời đạo. Quý vị cho một tràng vỗ tay để cho tặng cái nhạc phẩm này. Bài hát cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là có cái câu đầu vô là gì? Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ, đúng không nè? Chúng tôi xin mượn cái làn điệu đó thôi. Nhưng mà sẵn đây chúng tôi xin đố quý vị với cái câu hát đó là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ. Cái tháp cổ là cái gì? Ai biết? Ai biết không? Chắc cái này chỉ có thượng tọa trụ trì mới biết thôi chứ mình không biết. Thì có người giải thích á, là cái tác phẩm này á, là lúc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết á, là ở Hoài Quế, và cái kiến trúc cung đình Quế là một cái loại kiến trúc cổ lầu, giống như chùa mình có gì thấy nó có cái cổ lầu, thấy không? Có hai mái đó, cái gì nhìn lên cái mái chùa bên tay phải nè, có cái mái trên mái dưới, thì giữa hai cái mái đó nó có một cái khoảng không, thì cái đó ta gọi là cổ lầu. Chùa đình miếu cũng theo cái kiến trúc này, cái văn hóa kiến trúc này là kiến trúc cổ lầu. Thì Hoài Quế mà mưa phùn dữ lắm, mưa phất phới đó. Thì từ cái hình ảnh đó thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới sáng tác ra được một câu hát mà nó đi vào lòng người, nó bắt đầu là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ đó, những cái cổ của những cái ngôi tháp, ngôi đền, ngôi chùa, cung đình Quế. Nhưng mà đó là cái lời hiểu giải thích trước đây nhiều người. Nhưng sau này chúng tôi lại nghe một cái lời giải thích nó lại hay hơn nữa, lãng mạn hơn nữa, trữ tình hơn nữa, là nó không phải từ cái cổ lầu kiến trúc đó mà ra cái câu hát này, mà là ở tại Huế lúc bấy giờ thập niên đó, đó là người con gái Huế đó mặc cái tà áo dài. Và ngày xưa mà ai mặc cái tà áo dài mà người cao, rồi mà hãy người con gái mà cao á, thì cái cặn cổ họ cũng cao. Và khi cặn cổ của họ cao á, thì nó sẽ tạo ra những cái ngấn. Quý vị thấy người mẫu đó, quý vị để ý á, thì họ cao ráo. Chính vì họ cao ráo thì cái bộ phận họ giờ chân cũng cao, mà mình cũng cao, mà cái cặn cổ nó cũng cao đó. Thì khi mà cái cặn cổ của những cô gái mặc áo dài Huế á, nó cao lên thế này, thì nó sẽ tạo những cái ngắn cổ. Rồi lúc bấy giờ nghe nói là nó cách tân cái áo dài lúc đó là được phép mai không cổ, mai cổ tròn. Thì nó càng phô diễn cái cặn cổ của cô mặc áo dài nó cao hơn nữa. Thì nghe nói đâu là nhạc sĩ mới nhìn cái hình ảnh bằng một cô gái Huế đi dưới cái dạng mưa phùn, trên tay cầm chiếc dù tre, nó tạo ra một cái cảnh đẹp tuyệt trần luôn, mà mang tính chất trữ tình dữ lắm. Tại nó có cô gái trong đó. Thế là nhạc sĩ đã liên phổ ra một câu là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ, tức là những cái ngấn tháp của cái cổ của một cô gái, rồi những cái hạt mưa phùn nó phất phất vô trong đó,
Chúng tôi cũng nghe người ta nói vậy thôi chứ không biết thật hư thế nào. À, thì cố nhạc sĩ hôm nay không còn nữa, nếu còn mình lại mình hỏi ông còn đúng hay không thôi ha. Cái này thì mình bình phẩm cho nó vui. À, được phiền bình phẩm rồi đó. Rồi trở lại cái bài hát của chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị là Lắng Động Tâm Tư. Cho anh đàn vỗ tay đi. Chắc hát xong bài hát này rồi chúng tôi cũng xin nói lời kết thúc tạm biệt quý vị. Chúng tôi không có đồng hồ, không biết nãy giờ chúng tôi giảng được bao nhiêu phút rồi. Chắc cũng đủ với thời gian. Chúng tôi cảm thấy nó vừa rồi giữa cái thời gian không gian này. Bài hát Lắng Động Tâm Tư xin gửi tặng quý vị. Pháp nở trong tâm rạng ngời ánh đào, mặt trời chân lý chiếu sáng nhân gian. Đêm đã qua đi mong đời bớt khổ, nguyện cầu tâm thức trong sáng muôn phương. Ta vẫn trong ta tâm thiền lắng đồng, niềm kinh bác ái xóa hết ưu tư. Trên bước ta đi âm thầm Phật độ, đạo lành ban khắp xóa nhòa giấc mơ. Chiều nay ngồi đây tâm tư yên lặng, pháp nhu giảng trong tâm thiền ngày nay khắc ghi. Lòng không khổ đau tiếng tu tình trong lòng ta, sanh tư dây quanh vô thường ảo mộng. Ngày sau dần biết kiếp sống qua đi, xin lắng tâm tư cho người sống lại, để người luôn nhớ cuộc đời có chi. Chiều nay ngồi đây tâm tư yên lặng, pháp nhu giảng trong tâm thiền ngày nay khắc ghi. Lòng không khổ đau tiếng tu tình trong lòng ta, sanh tư dây quanh vô thường ảo mộng. Ngày sau dần biết kiếp sống qua đi, xin lắng tâm tư cho người sống lại, để người luôn nhớ cuộc đời có chi. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay thiệt là quý báu của quý vị. Những tràng vỗ tay mà xuất phát từ tấm lòng nhiệt huyết của quý vị. Và bài hát vừa rồi cũng xin được kết thúc thời pháp thoại của Chánh Định ngày hôm nay đến với khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phước Điền. Trước khi dứt lời, Chánh Định xin được nói lời tri ân đến Thượng Tọa Trụ Trì, một cái vị thầy có tâm huyết trong cái việc hoằng pháp. Thấy thầy chuẩn bị và chuẩn bị âm thanh ánh sáng rồi giảng đường là chúng tôi thấy thầy rất là có tâm, và cũng mong muốn cho quý vị Phật tử gần xa về đây để tham dự khóa tu, lắng nghe những lời pháp nhũ của Đức Phật, của các vị giảng sư, để mà từ đó chúng ta biết mà tu tập. Một lần nữa xin được tri ân Thượng Tọa cùng chư Tôn Đức Tăng Ni trong ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc, và đặc biệt là tất cả những người Phật tử xa gần đã dành thời gian quý báu của mình về
tại cái hội trường này có mặt trong đây để góp cho cái buổi giảng được thành tựu mỹ mãn. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, thành công trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.